nước giải khát Bibigo đã khát và sảng khoái. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Chào mừng quý vị đến với chương trình Phóng sự thực tế, chương trình liên tục chuyển tải những vấn đề nóng hổi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân với tinh thần xây dựng. Thưa quý vị, không chỉ vùng ven, ngoại thành mà nhiều khu vực tại trung tâm thành phố Hà Nội đang rơi vào cảnh thiếu nước sạch. Bà Hoàng Thị Dung, tổ trưởng tổ dân phố chung cư Parkview, số 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0908 467 437, chia sẻ hàng ngày gia đình bà vẫn phải sinh hoạt bằng nguồn nước vàng đục. Dù biết không đảm bảo sức khỏe, nhưng gia đình bà Dung và hơn 1.000 hộ dân sống tại chung cư này phải nhắm mắt sử dụng vì không có nguồn nước khác thay thế. Hai bể ngầm cung cấp nguồn nước cho hơn 1.000 hộ dân. Tất cả đều có những điểm chung là cặn bẩn, ố vàng và nỗi lo về sức khỏe. Tuy nhiên, đây là nguồn nước sinh hoạt duy nhất tại chung cư Sông Hồng Parkview 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội trên một năm nay. Chuyển về chung cư Sông Hồng Parkview sinh sống gần 3 năm nay, gia đình anh Bùi Văn Sinh khá hài lòng. Tuy nhiên hơn một năm nay, nguồn nước sinh hoạt nơi đây không đảm bảo khiến anh phải sử dụng thêm bình lọc. Bà con nhà tôi thỉnh thoảng thì các bệnh rất ngứa ngoài da rồi đau mắt, cho cháu đi khám thì người ta bảo đây là cũng có thể là do viêm nhiễm về bẩn. Vì có thể là đi bơi, nhưng mà thực ra là cái cháu không đi bơi thì lúc đấy thì tôi mới để ý nhiều về nguồn nước. Và đặc biệt là có những hôm thì nước rất cặn, bẩn. Mỗi ngày, bà Hoàng Thị Dung phải rửa mặt đánh răng bằng nước có màu vàng đục như thế này. Tuy nhiên, đây còn là nguồn nước phục vụ nhiều sinh hoạt khác như nấu cơm, giặt quần áo. Mở nước ra thì thấy nó kinh quá. Mắt thường còn nhìn thế này thì tôi nghĩ là chẳng cần phải xét nghiệm cái gì cũng đã quá sợ rồi. Mà lọc vào máy thì cứ thay quả lọc liên tục, tháng nào thay quả lọc, có nhà một tuần thay quả lọc một lần. Mà giặt quần áo thì nó bám hết vào quần áo, các quần áo đi làm công sở, màu trắng nó biến màu hết. Mà nó bám các cái cặn đen vào các áo hỏng hết vào quần áo, máy giặt nữa. Ông Lê Đức Sinh, 73 tuổi, bị bệnh tiểu đường, sức khỏe yếu nên mọi sinh hoạt chủ yếu diễn ra trong nhà. Không gian chật hẹp lại thêm chất lượng nước chưa đảm bảo khiến ông thường xuyên mệt mỏi. Tôi thì tuổi cao, sức yếu, đã nghỉ hưu rồi. Ở nhà một mình, trong một cái chung cư như thế này, mà nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, nước rất bẩn, tắm rửa thì người nó ngứa ngáy khó chịu. Do nước không đảm bảo nên gia đình ông Lê Đức Sinh chỉ dám dùng để tắm giặt. Không ít lần cơ sở cung cấp nước uống đóng bình không đến kịp khiến việc điều trị của ông bị ảnh hưởng. Việc sử dụng nước bình ấy, thì một là phải phụ thuộc vào cái nguồn nước mua ở ngoài. Nhiều khi gọi nước nhưng mà nước đến không kịp thì nước không có để mà dùng. Tôi mong muốn là thông tin đại chúng lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề này. Để làm sao chủ đầu tư vào cuộc giải quyết cái nguồn nước của dân cư ở đây càng sớm càng tốt. Theo ghi nhận, nguồn nước sinh hoạt tại chung cư Sông Hồng Parkview đã được Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy nhiều chỉ tiêu như permanganat, nitrit, arsen vượt giới hạn cho phép. Việc tiếp xúc với các chất trên trong thời gian dài dễ dẫn đến nguy cơ bị ung thư. Điều này khiến người dân càng thêm lo lắng. Từ khoảng 5-6 giờ sáng cho đến 8-9 giờ sáng và buổi chiều thì từ 6 giờ sẽ đến tận 8-9-10 giờ thì là cái nguồn nước nó rất đen và bẩn và không biết lý do ở đâu. Và tổ dân phố thì cũng đã có đơn lên tất cả các cấp các ngành rồi. Thì cũng chỉ mong muốn làm sao mà bên ban quản lý nhà và chủ đầu tư kết hợp làm sao để cho được người dân được đảm bảo thôi. Trong hợp đồng mua nhà đều đầy đủ hết. Nhưng mà rõ ràng là cho đến bây giờ là không được như mong muốn trong hợp đồng. Hơn một năm nay, số người bị nhiễm các bệnh ngoài da, đau mắt ở chung cư Sông Hồng Parkview ngày càng tăng.
đứng về tổ dân phố, rồi đứng về cư dân trong tòa nhà cũng phản ánh những tình trạng này. Cho đến thời điểm này thì cái sự chuyển biến và cái mặt tích cực là vẫn chưa có một cái gì động thái nó gọi là nó ổn cả. Theo ghi nhận, chung cư Sông Hồng Parkview 165 Thái Hà là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sông Hồng quản lý, được đưa vào sử dụng từ năm 2011. Nước sinh hoạt ở đây lấy từ xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ cung cấp nước sạch đến chân tòa nhà và chứa tại bể ngầm. Việc nước sinh hoạt bị ô nhiễm khiến nhiều hộ dân đặt câu hỏi về chất lượng bể chứa và ống dẫn nước. Cái cặn bám bẩn đấy thì tôi chỉ lọc được những cái gì mà mắt như đường nhìn thấy. Còn những cái hóa chất hoặc như khác, thực sự là tôi không yên tâm. Và tôi rất lo lắng, nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác ngoài sử dụng cái nguồn nước đang ô nhiễm như này. Tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe của gia đình tôi, cho các con tôi và kể cả cộng đồng cư dân 165 Thái Hà tại đây. Hơn 1.000 gia đình ở chung cư Sông Hồng Parkview số 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội đang từng ngày mong mỏi nguồn nước không đảm bảo sẽ nhanh chóng được cơ quan hữu trách khắc phục, xử lý, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Đây sẽ là điều kiện cơ bản để họ ổn định cuộc sống và nâng cao sức khỏe. Thưa quý vị, Hà Nội đang bước vào giai đoạn nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao. Có lẽ ngay lúc này, nếu có một điều ước, thì người dân ở chung cư Parkview số 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội sẽ mong muốn nhanh chóng có nước sạch để dùng. Những hình ảnh trên đã khép lại chương trình hôm nay. Mọi phản ánh quý vị hãy gọi về đường dây nóng 0908 467 437. Quý vị có thể gửi thư về trụ sở kênh truyền hình Les Việt số 41-43, đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Email phóng sự thực tế a@vtc9.vn, địa chỉ văn phòng phía Bắc số 11, ngõ 366, phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Ngoài ra, các số đã phát sóng liên tục được chúng tôi cập nhật tại địa chỉ Facebook của chương trình www.facebook.com/phóngsuthực tế. Xin lưu ý thêm, mọi phóng sự trên đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn nhãn hàng nước giải khát Birico đã đồng hành với chương trình. Bên cạnh những bộn bề của cuộc sống, đừng quên khung giờ quen thuộc 16:45 của phóng sự thực tế quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nước giải khát Bibico đã khát và sảng khoái. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.